chẳng có gì đâu. Nữ chiến phiêu như đêm cắm chút. Con số gì nên là con số gì nên. Sau khi trở về đấu châu thì được cắm chút. Đây là gian lúc dáng của mình quý vị nha. Dạ, dấu có mình một người đàn ông mà thấy đây là các thiên thường món ẩm thực đấu châu. Mấy giờ chúng ta cùng nhau đâu? Mấy em nhẹ tâm bẻ tâm của chị. Để tâm chị mâu cho thể cô gái lực điền của miền Tây Nam Bộ sắp tới. Đường đường ở Việt Nam quá sống cùng một người quê nhớ gì lên. Cái gì chúng ta không thể đó. Cái đêm tiếp theo chúng ta đang không nghe cái đêm cầu cầu luôn vậy. Nghe 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 tiếp theo không có một cái thường xuyên bị các nhà máy bay từ chối bay thì tôi nghĩ của mình xem gì cầu cầu bữa sau mà tôi vậy. Cái gì chúng ta không chạm cầu sẽ thất nhớ sẽ tiếp theo rồi đêm. Bài a ba nếu vậy con số nhớ số gì số gì. Những con cá vừa rồi chúng tôi đã xem thấy đầu tiên của bé ba cái gì nha. Cái Việt Nam trong nước không có sản xuất cái gì và bé ba này rất là lợi mừng vui để tìm được đầu tiên của mình. Là một con tuần lòng nhỏ xinh xinh để về chung tết với quý vị ăn.
đầu chung Noel quý vị nha. Tới Tết em sẽ không khác nha. Tới Tết thì con gấu không có làm con tùm lòng nữa mà chuyển qua làm con châu hoa. Quý vị bỏ vô trong nhà cho nó hơn quý vị ha. Rồi, ngay bây giờ ai chưa có vé mình giơ tay liền giúp cho em cũng là phục vụ tận nơi tận chỗ bà con mình phục vụ. Nếu mà có sơ sót rất mong quý vị không thể lường trước bỏ qua, bởi vì mấy bà BD mà đội mới rồi đó xiết gàn gực nó hay quên lắm hoặc hay lẫn đó quý vị thông cảm nha. Quý vị thấy bữa nay chị Sang không dễ cái môi như mở hàm ớt vậy đó, dễ bình thường chịu đâu, dễ tới đụng cái lỗ mũi không chịu, không biết sao vậy đó, không hiểu rồi ra sao chị. Dạ thấu thiếu 10.000. Dạ hai vậy chị, các chị Quyền không, các chị có cái búi cao cao đúng không? Đúng rồi, bởi vì nó búi vừa vừa là ngày không thiếu thối 10.000 cái lộn, thấu thiếu 10.000. Rồi quý vị thông cảm nha, tại chị Quyền nó lâu lâu chị cũng tớt cái tóc kìa, cái não chị giật lên chút xíu cái nếp nhăn nó căng ra nó không nhớ được, quý vị thông cảm nha. Rồi cái bây giờ tặng cho em gái không, mình tặng một con gấu đi. Ừ, tặng con gấu dập đầu cho nó hên, biết đâu em không có trúng thì cũng có gấu mang gì à. Nhưng không sao nhé anh mới, tặng gấu là thường là những người mà có quà là hơn như lắm, nó hơn nó sẽ dầm mất đi. Rồi ngay bây giờ quý vị thân mến, dạ cho em hỏi bạn không biết luật chơi không à, đây không biết luật chơi xin phổ biến luật chơi lại ạ. Dạ mình không biết ạ, mình chơi tay ạ, mình chơi chừng 3 triệu mình sẽ biết nha. Dạ. Rồi quý vị ơi, luật chơi rất đơn giản, mỗi lá vé mà quý vị ủng hộ chơi tay chỉ có 20.000 đồng, tương ứng sẽ có 60 con số tương ứng với 60 trái banh trong đầu cầu mà người đẹp Châu Hoa đang quay đi quay hùng từ sân khấu đó quý vị. Chút xíu nữa Châu Hoa sẽ đưa từng trái banh cho các diễn viên sẽ bắt đầu hát một câu hát cuối, con hát có một con số, quý vị dùng tâm sẽ ăn dùng dao muỗng đĩa chọn con số tương ứng, 4 con trên một hàng ngàn mình trúng thưởng. Giơ tay em dừng lại cho em trao thưởng liền tay đó quý vị. Quý vị chậm tay mình hơi xe quà rất là tội nghiệp cho tụi em quý vị nha, phải đợi thêm người nữa quý vị cũng thiệt thòi thêm chút, cho nên quý vị nhớ trúng thưởng giơ tay chạy sân khấu liền quý vị nha. Quà tặng cho Dùng Lợi mở hàng đó, con trai có đề cao sáu muối mà da trắng cao trên 1.8 em xin tặng chị La Kim Quyền đứng kèm. Rồi quý vị ơi, bây giờ em với chị ta muốn mấy sân khấu bắt đầu vô sớm vô. Tìm non, làm riêng tìm non, cố gắng bay nhà lửa.
xuống. Con 20 cũng không 20 kể con 20 xuống. Thì đang xuống, thì đang xuống, thì đây xuống, thì đang ra xuống, thì lên xuống, thì đang ra mặt, thì đây ra, thì ra. Chơi ơi, chơi theo em để chơi đi chơi. Mẹ về xuống đầu không ước mà bị tay. Cô bước đất nhỏ đen, thú thường. Mình uống nước chiều buồn để chơi lòng em. Chơi nhớ nghe qua đây, mặt từ bị tay. Chơi như cô đã kêu. Thôi chuyện ngủ em mai, mình đi lòng tin là ông ba thường nguyên. Cảm nhận là sự may mắn và vui vẻ. Và có 15 độc giả. Bây giờ